Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay cho đến ngày 19 tháng 4, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực này chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khánh Hòa đến Bình Thuận nắng nóng cục bộ, chiều tối mưa dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên, riêng ngày 18 tháng 4, tức ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, nắng ráo bao trùm khắp cả nước, thuận lợi cho người dân vui chơi. Mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối ở vài nơi nhưng không có nguy cơ mưa lớn. Người dân lưu ý hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài nhiều giờ dưới nền nhiệt cao, nhất là trong khung giờ cao điểm của nắng nóng, từ 11 giờ đến 16 giờ.